Hello anh em nha, anh em mình đi Tết mà mua em xe này càng hợp lý luôn á. Vì giá tiền nó rẻ nha, nay cũng đã mùng 3 Tết rồi. Thì em xả cho anh em mình mua em xe này về anh em mình đi Tết nha. Em bán chỉ 125 triệu thôi. Anh em mình có Ford Laser đời 2003 chạy ở xe Mỹ anh chị nha. Dòng xe Mỹ thì anh em biết rồi, chạy rất là bền nha. Đó, form dáng xe này thì nó đẹp rồi. Đó, khỏi chỗ chê. Nút sơn xi rất là đẹp nha anh chị nha. Biển số 81 Gia Lai ha. Xe là nghe chủ em bán lên bao ký khúc cho anh em mình luôn. Anh em mình thấy không? Cái dàn ghế da đẹp nè. Mới tân nè. Đó, chút lô chút ly cũng đã mới rồi ha. Đó, mua về chưa cần đi thôi. Đó. Để dơ hơi bụi ha, để mấy hôm rồi. Mấy hôm nay thì dù quê hôm nay mới lên lại. Đó. Thì em quay cho anh em mình nhìn luôn, đây là Ford Laser đời 2003. Xe này thì phơm dán đẹp, số máy im gặm bệ chuẩn, nút sơn xi cũng ok. Keo chỉ đầy đủ không thiếu phần nào, máy móc rất là êm nha anh chị nha. Đó. Phá em rút rồi. Chị phá để em kia rút rồi, bữa em về đem mở giấy tờ hết. Đó, bữa về nhân viên ở nhà thôi. Có mình em thì em mới lên lại ha, bây giờ em quay cho anh em mình nhìn. Anh em thấy thấy thích hợp lý thì chơi ha. Có gì alo cho em. Xe này thì em cam kết với anh chị là máy số im, xe nghe chủ, máy lạnh lạnh teo. Đó. Lớp vỏ khá, đăng kiểm tới tháng 6 2022 nha anh chị ha. Đó. Anh em nào yêu thì cứ alo qua số điện thoại nha. Cảm ơn anh em mình nhiều. Chúc anh em bà con ăn Tết vui vẻ nha, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha.